Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài tối ngày 11 tháng 9, trường trung học cơ sở Tạ Khoa, xã Tạ Khoa, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La lại bị ngập trong biển nước. Đây là lần thứ hai trong vòng một tuần qua, thầy và trò ở đây phải chịu cảnh ngập lụt. Trận mưa lớn kéo dài trong vòng hơn 4 giờ đồng hồ trong đêm tối 11 tháng 9 đã làm nước từ các khe, suối đổ vào trường trung học cơ sở Tạ Khoa. Nước dâng cao gây ngập sâu từ 1,5 m đến 2 m, có khu vực ngập tới 2,5 m. Lượng nước đổ về nhanh khiến các giáo viên có mặt tại trường rất vất vả mới kịp chạy lũ. Học sinh cũng đang ngủ say quá rồi nên là vừa với tạo cả tiếng mưa to nên chúng tôi rất khó khăn trong việc gọi học sinh dậy, đập cửa học sinh vô cùng các phòng. Trong cái thời kỳ này thì gặp rất là nhiều khó khăn là hỏng hết các cái trang thiết bị cùng với là thực phẩm của các em. Khó khăn nhất là cái việc mà đối với tổ chức nấu ăn cho học sinh bán trú ấy, thì hiện tại cơ sở vật chất của nhà trường bây giờ đã bị hỏng hết và cái cũng mong muốn các đồng chí các đơn vị sao cùng với nhà trường để khắc phục cái cho các em học sinh sớm nhất để tổ chức nấu ăn cho các em. Trường trung học cơ sở Tạ Khoa ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn của huyện vùng cao Bắc Yên. Trường có 210 học sinh, trong đó 110 học sinh bán trú, 15 giáo viên ở tại trường, 100% con em là đồng bào dân tộc thiểu số. Ngôi trường này nằm ở cạnh suối, vị trí khá trũng nên thường xảy ra ngập lụt khi mưa lớn. Trước mắt là phải nắn được cái dòng suối này để đảm bảo cho năm học 2023. Còn về lâu dài thì nếu mà còn ở trường này thì bắt buộc là phải nâng lên hết cái tầng 1 này. Nâng hết tầng 1 thì mới có thể là về lâu dài được. Chỉ để di rời được thì đối với cấp huyện cũng hết sức là khó khăn. Và qua đây cũng mong rằng là tới thì cũng sẽ có những cái kiến nghị. Một là Quỹ phòng chống thiên tai của tỉnh đề xuất với trong trường hợp của tỉnh hoặc của Trung ương sử dụng nguồn dự phòng Trung ương. Cũng như là đối với ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện sẽ hỗ trợ nếu được thì sẽ thi đầu tư một cơ sở hạ tầng khác trong phạm vi có thể nguồn ngân sách. Sau khi nước rút, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng và nhân dân giúp nhà trường nạo vét, dọn dẹp môi trường, sửa chữa các điểm hư hại. Tuy nhiên, do lượng bùn đất lớn nên dự kiến sớm nhất phải đến ngày 14 tháng 9, học sinh mới có thể trở lại trường. Trước đó, hôm 4 tháng 9, ngay trước ngày khai giảng, ngôi trường này cũng từng chìm trong biển nước do mưa lớn. Do đó, trong ngày 5 tháng 9, hơn 200 học sinh và giáo viên nhà trường phải tổ chức khai giảng tại nhà văn hóa của bản.